Hello anh chị cô chú nha, chào mừng anh chị cô chú trở lại với kênh YouTube của Năm Máy Cây. Rất vui được gặp lại anh chị cô chú. Hôm nay cũng như thường lệ, Năm đang còn có mặt tại tổng công ty Goldmark, công ty chuyên nhập khẩu và phân phối máy cây, máy nông nghiệp, các cái nông cụ tại Việt Nam nha anh chị cô chú. Video hôm nay thì Năm sẽ quay cho anh chị cô chú một cái sản phẩm rất là hot tại thời điểm này nhé. Một sản phẩm rất là hot nhé, được nhiều anh chị cô chú rất là quan tâm. Hôm nay thì Năm sẽ báo giá từng cái dàn cây, dàn chảo nha, dàn chảo, dàn phá lâm, gọi là dàn bừa và dàn phá lâm của cái thương hiệu chảo CMT nha, CMT mà hiện tại công ty Goldmark đang phân phối ở Việt Nam nha anh chị cô chú nhé. Video nào thì này thì Năm sẽ làm hướng dẫn cho anh chị cô chú biết được là cái máy cây nào thì nên dùng cái dàn sới model nào, dàn bừa model nào nhá, và giá của từng loại luôn cho anh chị cô chú nhá. Mời anh chị cô chú cùng theo dõi. Đây, trước mặt anh chị cô chú là cái dàn từ ngữ mà chuyên ngành thì người ta gọi là dàn bừa, dàn chảo bừa nhá anh chị cô chú nhá. Dàn chảo bừa thì nó được các cái lưỡi chảo nó được kết nối với nhau qua một cái trục ở giữa nhá, anh chị cô chú, gọi là dàn chảo bừa. Đây, như đây gọi là cùng dàn chảo bừa, dàn này cũng gọi là dàn chảo bừa đấy, dàn chảo bừa này, dàn chảo cây, cái này gọi là dàn chảo cây, dàn phá lâm. Đây, nó có từng cái trụ này, mỗi trụ thì sẽ có một cái chảo thì gọi là dàn chảo phá lâm hay là dàn chảo cây đấy. Đó, Năm đi gặp cái dàn nào, Năm sẽ là nói dàn này sẽ phù hợp được với những máy nào và giá của nó tại thời điểm này nha anh chị cô chú nhé. Đây là trước mặt anh chị cô chú là dàn chảo bừa, dàn này là CMT đây, 100 mã lực nha anh chị cô chú, 100 mã lực nhá. Dàn 100 mã lực theo nguyên tắc thì nó sẽ sử dụng cho được những cái máy từ 100 mã lực trở lên nha anh chị cô chú nhé, sẽ sử dụng cho được những máy 100 mã lực trở lên đó. Dàn này là dàn chảo 8 lưỡi, dàn này là dàn 8 chảo nhé, 8 chảo, và cái đường kính của chảo, đường kính mỗi chảo của nó là như này đây, đường kính của nó là 26 in thì tương đương với nó là 6 nhá, 66 mm nha anh chị cô chú nhá. 66 mm, và độ dày của cái lưỡi này, độ dày của cái lưỡi này là 5 mm. Đây, 265H có nghĩa là đường kính của cái lưỡi này là 26 in, tương đương với là 66 mm, và chỉ bề dày của cái lưỡi là 5 ly. Đó, cái dàn này sẽ phù hợp với máy 100 mã lực nha anh chị cô chú nhé. Cũng dàn chảo 8, nhưng mà tùy vào mỗi vùng đất để mình chọn cái dàn cho nó phù hợp. Dàn chảo 8 cho máy 100 mã lực. Đây, giá của chiếc này, trọng lượng luôn nhé, Năm sẽ báo trọng lượng. Đây là cái chính sách giá mới nhất của công ty Goldmark nha anh chị cô chú. Với cái dàn 100 mã lực này, cái mã của nó là 28-10 MTD 28-10. Đây, MTD 28-10. Dàn này của nó là, nó nặng là 625 kg nha anh chị cô chú nhé, 625 kg. Cái giá của chị có cái dàn này hiện nay là 47 triệu 779 ngàn cho cái dàn CMT 8 chảo lưỡi 6 tấc 6, 66 mm đấy. Rồi, ok nhá, qua dàn này nhá, dàn này là từ 100 mã lực trở lên nhá. Rồi, tiếp theo dàn này sẽ dành cho máy 60 mã lực nha anh chị cô chú nhá. Đây, 60 mã lực. Dàn này thì sẽ dùng cho từ 60-70 mã lực trở lên nhé, 60 mã lực trở lên nhé. Với 60 mã lực mà những cái loại mã lực sạc nặng nha anh chị cô chú nhé, sạc nặng nhé, chứ sạc nhẹ
những máy sạc nhẹ. Dòng máy sạc nhẹ là những cái dòng máy mà chuyên làm ruộng á, thì nó là sạc nhẹ. Thì sử dụng mấy cái dàn này thì nó hơi quá tải, mình phải chọn cái dàn ít công suất hơn công suất định mức của nó. Ví dụ cái dàn này 60 mã lực, thì với những cái dòng máy sạc nhẹ thì phải máy 70 mã lực thì mới cổng nó mới phù hợp được. Chứ máy 60 mã lực mà máy sạc nhẹ, máy nhỏ sạc nhẹ, cổng sẽ không nổi á, sờ không nổi á. Đây, dàn này cũng là dàn 2, 4, 6, 7. Dàn này là 7 chảo nhá, 7 chảo. Đường kính chảo của nó là 24 inch. Vị trí của nó là 6 tấc 1, 61 mm. Và bề dày của nó là 5 ly. Đây, cái dàn này là dàn model của nó là 27460L. Dàn này có trọng lượng là 506 kg nha anh chị cô chú nhé, hơn nửa tấn, 506 kg. Và giá hiện tại của cái dàn này nhé, để nắm bà giá cho anh chị cô chú luôn nha, dàn này sẽ là 40.366.000. 40.366.000 dành cho máy 60 mã lực trở lên nha anh chị cô chú nhé. Những cái máy sạc năng, dùng những cái máy dàn này là phải máy sạc năng nhé, máy từ 60 mã lực trở lên, như máy John Deere, máy Jetter, Belarus, rồi là máy Forma, những cái thương hiệu máy năng sạc năng thì anh chị cô chú phải dùng được những dàn này. Những cái dàn sạc nhẹ, những cái máy sạc nhẹ như Kubota, Yanma, Mitsubishi, Branson thì anh chị cô chú sẽ chọn mã lực thấp hơn. Ví dụ như máy 60 mã lực của máy Branson thì anh chị cô chú nên chọn dàn 50 mã lực thì nó sẽ làm phù hợp nhé, chứ đừng chọn 60 máy mình, máy mình 60 mã lực mình chọn dàn 60 mã lực thì sẽ bị quá tải. Đó, loại này chỉ dành cho máy sạc năng bởi vì trọng lượng nó rất là nặng. Nắm nói đoạn này có thể là hơi nhanh. Đây, tiếp theo là một cái dàn này. Dàn này thì sẽ sử dụng cho máy 45 mã lực nha anh chị cô chú nhá. Đây, 45 mã lực. Đây, 45 mã lực nhưng mà tương đối to nhá. Nhìn thực tế nó rất là to nhá. 45 mã lực phải dùng cho những cái máy sạc, máy lớn sạc năng 45 mã lực cho loại này. Đó. Thì sẽ cộng nổi chứ 45 mã lực mà như máy Kubota 4508 thì sẽ cộng sẽ rất là phê. Khả năng là cộng không nổi bởi vì cái dàn này thì cái trọng tâm của nó nằm xa cái máy nên là dễ bị bỏng ở đâu, nên là mình không chọn, có thể là với máy 45 mã lực Kubota thì mình phải chọn dàn cho máy 40 mã lực chẳng hạn, hoặc là 35 mã lực thì sẽ phù hợp. Đó, dàn này là cùng dàn 2, 4, 6 chảo. Dàn này 6 chảo nhá, 6 chảo và đường kính chảo là 24 inch, tương đương với là 6 tấc 1, 61 mm. Đấy. Dàn này có trọng lượng là 385 kg. Dùng cho máy 45 mã lực nha anh chị cô chú, trọng lượng của nó là 385 kg. Đó, giá hiện tại của cái dàn này là 33.808.000 cho cái dàn này, 33.808.000 cho cái dàn 45 mã lực nha anh chị cô chú nhá, cho máy 45 mã lực. Đây, trên này là nó có số khung của nó hết, có cái số series của nó hết nhá. Thì anh chị cô chú mua thì được bên công ty Goldmark kích hoạt bảo hành nhá. Với tất cả các dàn cây, dàn chảo CMT ở bên công ty Goldmark phân phối thì anh chị cô chú sẽ được bảo hành lên đến 6 tháng nhá. Bảo hành 6 tháng. Thay thế tất cả các cái phụ tùng nếu như đó là lỗi kỹ thuật, được thay thế mới các phụ tùng, bất kỳ phụ tùng nào nhá. 6 tháng nha anh chị cô chú. Không bao gồm đổi dàn nhá. Có lỗi thì sẽ không đổi dàn, lỗi phần nào sẽ thay thế phụ tùng mới phần đó. Đấy. 6 tháng nha anh chị cô chú nhá. Chính sách thì chính sách bảo hành thì sẽ có ở trong cái chính sách bảo hành khi mình bán dàn kèm theo. Cái chính sách này nó sẽ nói thao sau, bởi vì là những cái nhức phớt, những cái bộ phận mà hao mòn theo thời gian sẽ không được bảo hành nhá. Đấy, anh chị cô chú lưu ý nhá. Đây, dàn này là dàn 45 mã lực.
Rồi giờ mình đi qua cái dàn này gọi là dàn dàn phá lâm nha anh chị cô chú nhá. Dàn này gọi là dàn phá lâm. Dàn cây trụ. Đây. Cái dàn này sẽ dùng cho máy 70 mã lực nha anh chị cô chú nhá. 70 mã lực. Đấy. Số series của nó là cũng nằm ở trên này luôn. Dàn này sẽ dùng cho máy 70 mã lực nhá. Cái đường kính của cái chảo, để nắm coi đường kính của cái chảo đây. Đường kính của cái chảo là 66 in, 66 in tương đương với là 6 tấc 6, 66 mm nhé. Và độ dày của nó là 6 ly nhé. Chảo này thì độ dày sẽ lớn hơn chảo này nhé. Loại chảo cây này thường độ dày của nó là 6 ly. Và độ dày của chảo của dàn bừa sẽ là 5 ly. Đây, dàn này sẽ phù hợp cho máy 70 mã lực nhá anh chị cô chú nhá. 70 mã lực. Đây, dàn này phù hợp với 70 mã lực. Cái giá của dàn này, trọng lượng của dàn này là 435 kg nha anh chị cô chú nhá. 435 kg. Đấy. Và cái giá của nó là 38.655.000. 38.655.000 cho cái dàn ba chảo này nha anh chị cô chú. Dàn thả lâm ba chảo. Ba chảo dành cho máy 70 mã lực. Đấy, là cơ bản ở khu vực này. Nam sẽ đi vào trong này sẽ báo giá cho anh chị thêm một số dàn nữa. Tùy vào cái máy cây của mình bao nhiêu mã lực để mình sử dụng cái dàn cho nó phù hợp nhé. Mỗi dàn sẽ có giá khác nhau. Mỗi dàn phù hợp với từng mã lực và có dàn có giá trị khác nhau. Anh chị cô chú nhớ theo dõi nhé. Đây ví dụ như cái dàn này. Dàn này là cũng dàn ba trụ. Dàn này cũng là dàn ba trụ nhá anh chị cô chú nhé. Đây, dàn này cũng 70 mã lực, giống y chang cái dàn ngoài kia luôn. Giá của nó là 38.655.000, giống dàn ngoài kia nhé. Đây là một cái dàn bừa. Dàn này cũng 70 mã lực nha anh chị cô chú nhé. 70 mã lực nó có 2, 4, 6, 7 7 chảo. Cái dàn này là nặng 506 kg. Và giá của nó là 40.366.000. Rồi mấy dàn này thì chưa ráp, đang chuẩn bị được ráp vào. Đây thêm một dàn này nữa. Dàn này là dàn đại ca. Ồ 70 mã lực. 70 mã lực cũng giống y chang cái dàn vừa mới báo giá xong nhá. Dàn này lại màu cam. Tùy vào cái máy của mình bao nhiêu mã lực. Tùy vào cái sơn, nước sơn của máy mình. Rồi anh em sẽ lựa chọn cái dàn phù hợp nhá. Bởi vì tại công ty Goldmark sẽ nhập về hai màu chủ đạo là màu đỏ và màu cam. Anh chị cô chú lựa chọn được hai màu đó thôi nhá. Đây là cái dàn này dàn phá lâm 50 mã lực nha anh chị cô chú nhá. 50 mã lực nhá. Trọng lượng là 435 kg. Còn cái đường kính chảo là 66 nha anh chị cô chú nhá. Đường kính chảo là 66. Cái này nè nó sẽ là phù hợp với máy khoảng tầm từ 60 mã lực nha anh chị cô chú nhá. 55 đến 60 mã lực nhá. Với model này thì nó sẽ phù hợp với cái máy từ 55 đến 60 mã lực. Giá của cái dàn này hiện nay là 38.655.000. 38.655.000 nha anh chị cô chú nhá. Đây. Rồi và bên này. Bên này là dàn bừa nhá, dàn chảo bừa 45 mã lực. 45 mã lực nha anh chị cô chú nhá. 2060. Model của nó là 2060 này. 2060 này. Đây. Dàn này nó sẽ có 6 đĩa. Đây 6 đĩa và đường kính của nó là 61 in nha, là 61 mm nha anh chị cô chú nhá. 61 6 tấc 1, 61 mm, 2 4 6. 6 chảo đây. Dòng này thì rất là phổ thông. Nhiều người sử dụng. Máy từ 45 50 mã lực là đều sử dụng được. Đây dàn này thì có trọng lượng là 370 kg. 370 kg nha anh chị cô chú nhá.
370 kg và cái giá của nó là 32.098.000. 32.098.000 cho dàn này. Đây dàn này cũng tương tự luôn. Dàn này và dàn này giống nhau. Hai dàn này giống nhau nha anh chị cô chú nhé. Anh chị cô chú nhớ theo dõi video nhé. Đây máy mình phù hợp với cái dàn nào thì sẽ có nắm báo giá chi tiết luôn. Như dàn này là dùng cho máy 60 mã lực. Từ 60 mã lực trở lên nha anh chị cô chú nhé. Từ 60 mã lực trở lên. 27-24 60L. 27-24 60L. Tùy vào mỗi cái máy của mình để mình chọn cái dàn cho nó phù hợp. Có giá cả trong lượng nắm sẽ báo luôn. Cái dàn này nó sẽ dùng 7 chảo và mỗi chảo đường kính của nó là 61mm nhé. 61mm nha anh chị cô chú nhé. Đây trọng lượng của nó là 506kg. 506kg. Và giá của nó là 40.366.000 nhé. 40.366.000 cho cái dàn nhang chảo vừa 60 mã lực này nha anh chị cô chú nhé. Tiếp theo sẽ đến cái dàn này. Dàn này cho máy dàn 45 mã lực. Đây dàn này cũng giống dàn bên kia. Đó, nó cũng giống nhau. 45 mã lực. Dàn này cũng 45 mã lực. Đây giống nhau hết nha anh chị cô chú nhé. Rồi ok anh chị cô chú nhé. Đây là hai cái dàn khổng lồ nhé. Hai cái dàn này, một dàn là cho máy từ 90 mã lực trở lên. Từ 90 mã lực trở lên và dàn này từ 120 mã lực trở lên nha anh chị cô chú nhé. 90 mã lực thì mình có thể dùng dàn này thì mình có thể dùng 90 mã lực. Hơn 100 mã lực là đều dùng dàn này. Đây model của nó là MTD 1400 nhé. Đây. Dàn này thì nó có 4 chảo. Đó đồ dây cũng 6 ly luôn. Trọng lượng của nó là 600kg nha anh chị cô chú nhé. Giá của nó là 50.345.000. 50.345.000 cho cái dàn 90 mã lực này nha anh chị cô chú nhé. Đây và đây là cái dàn lớn hơn. Dàn này là dàn dành cho máy từ 120 mã lực. Từ 120 mã lực trở lên nhé. Model của nó là MTD 1428. Dàn này cái đường kính chào của nó là cùng 7 tấc 2. 7 tấc 2 nha, 72mm nha anh chị cô chú nhé. Đấy, trọng lượng của nó là 710kg. 710kg nhé. Cho cái dàn này 710kg. Và giá của nó là 58.614.000. 58.614.000 cho cái dàn 120 mã lực nha anh chị cô chú nhé. Đó là tất cả những cái dàn cây dàn chảo hiện đang có ở công ty Goldmark. Anh chị cô chú mua thì liên hệ ngay cho năm máy cây, số điện thoại là 0932 567 969. Đấy, còn về cái vấn đề bảo hành thì lúc này năm cũng đã trình bày bảo hành cho anh chị cô chú 6 tháng nhé. Đổi mới bất kỳ cái mục nào trừ những cái mục như là phớt. Đó, phớt bạc đàn sẽ không được bảo hành cho anh chị cô chú nhé. Rồi ok, anh chị cô chú xem video thấy hay thì nhớ nhấn like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube năm máy cây nhé. Video sau năm sẽ thông báo cho anh chị cô chú các cái sản phẩm bên công ty Goldmark tại thời điểm này đang còn có cái chương trình là mua máy cây tặng dàn cây dàn chảo cho anh chị cô chú nhé. Mua máy cây tăng dàn cây dàn chảo cho anh chị cô chú. Anh chị cô chú nhớ đón xem những cái model nào, những thương hiệu nào sẽ có được cái ưu đãi như vậy nhé. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh chị cô chú.